Trong clip này, thầy sẽ sửa bài tập của số 1. Bài tập của số 1 như trên màn hình. Nhìn vào bài tập 1, ta thấy như sau. Ba dòng đầu tiên này chúng ta cần sử dụng hai cái tắp giữa. Ba dòng tiếp theo sẽ sử dụng chức năng canh giữa của một đoạn. Và dòng tiếp theo là thành phố Buôn Thuật ngày tháng năm ở đây sẽ được canh phải. Sáu dòng tiếp theo sử dụng hai cái tắp trái, định dạng tab theo kiểu dấu chấm. Và sau đó là một cái bảng. Và cuối cùng là sử dụng hai cái tab giữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm chi tiết như sau. Trong yêu cầu của bài tập thì cần thiết lập là trên dưới trái phải là 2 cm, khoảng cách đoạn là 6. Trước hết chúng ta mở cửa sổ Word lên để thiết lập là trên dưới trái phải. Ta vào thẻ Page Layout, chọn Size là A4, chọn Margin, Custom Margin hiện tại đang là 2,54 cm, ta sửa lại là 2 cm cho 4 ô trên dưới trái phải, xong nhấn OK. Để thiết lập khoảng cách giữa các dòng, ta vào thẻ Home, chọn Line Spacing và sửa lại ở ô Before là 0 và After là 6, xong nhấn OK. Một lưu ý nữa là cần phải chuyển phông thành Times New Roman và trước khi soạn thảo và phải lưu file. Vào thẻ File, chọn Save As, chọn nơi lưu file và gõ tên vào ô File Name. Thường tên File Name chính là mã số sinh viên và cuối cùng nhấn nút Save. Như đã phân tích, ba dòng đầu này chúng ta cần đặt hai cái tab giữa, nhấn chuột vào vị trí giao điểm của thước ngang và thước dọc cho tới khi thấy xuất hiện ký hiệu loại tab giữa. Nhấn chuột lên thước ngang tại hai vị trí cần đặt tab giữa và để con trỏ di chuyển tới vị trí đặt tab. Ta cần nhấn phím tab trên bàn phím, con trỏ sẽ nhảy tới vị trí đặt tab và ta tiến hành gõ. Sau ba dòng này thì hai tab giữa không sử dụng nữa, do đó ta phải bỏ hai tab giữa này đi bằng cách dùng nhấn chuột và kéo các tab này ra khỏi thước ngang. Ba dòng tiếp theo sử dụng chức năng canh giữa của đoạn. Để sử dụng chức năng này, ta vào thẻ Home, nhóm Paragraph, nhấn vào nút canh giữa và gõ. Để trên biểu tượng, ta vào thẻ Insert, nhấn nút Symbol và chọn biểu tượng cần chèn. Giả sử nếu chưa thấy biểu tượng muốn chèn thì nhấn vào More Symbol trong ô phông, thường chọn phông Windings và tìm biểu tượng, nhấn vào Insert và Close. Dòng Buôn Ma Thuật ngày tháng năm sử dụng chức năng canh phải của đoạn, ta vào thẻ Home, nhóm Paragraph, nhấn nút canh phải để in nghiêng trong nhóm phông, nhấn vào nút có chữ y nghiêng và tiến hành gõ. Lưu ý là ở trong ngày tháng năm chúng ta chỉ cần gõ 3 chấm mà không dùng tab. Sáu dòng tiếp theo không in nghiêng nên ta nhấn nút có chữ y nghiêng để bỏ chọn chức năng in nghiêng. Và trong 6 dòng này như đã phân tích, chúng ta cần phải đặt hai cái tab trái định dạng theo kiểu dấu chấm. Ta chọn kiểu tab trái và nhấn chuột lên thước ngang tại hai vị trí cần đặt tab trái. Để định dạng tab kiểu dấu chấm, ta nhấn chuột đúc vào một trong các tab sẽ xuất hiện hộp thoại tab. Trong hộp thoại tab này, ta định dạng cho tab thứ nhất kiểu dấu chấm set, tab thứ hai kiểu dấu chấm set và OK. Ta tiến hành gõ cho 6 dòng này.
Tiếp theo, ta không cần dùng hai tab trái của phần trên nên ta bỏ hai tab này đi. Và ta cần thêm một bảng. Bảng này gồm 6 cột, 12 dòng. Để chèn thêm một bảng, ta vào thẻ Insert, chọn Table. Ở đây 6 cột và 12 dòng nên ta chọn là Insert Table. Nhập vào 6 và 12 và OK. Để trộn hai ô thành một ô, ta chọn hai ô đó và nhấn chuột phải và chọn Match Cell. Làm tương tự cho các ô còn lại. Sau đó ta tiến hành nhập liệu. Để định dạng cho các ô, chúng ta dùng chuột để chọn các ô này và nhấn chuột phải. Ở đây, để định dạng canh giữa các ô thì chúng ta chọn Cell Alignment và chọn canh giữa. Để tô màu nền cho các ô này, chúng ta chọn Border and Shading. Và chúng ta chọn thẻ shading, chọn màu cần tô và OK. Để định dạng đường viền, chúng ta làm tương tự, chọn các ô này, nhấn chuột phải, chọn border and shading và chọn thẻ border, chọn custom, chọn kiểu đường viền và chúng ta nhấn lên các đường kẻ. Ở đây là đường kẻ trên, kẻ dưới, kẻ trái, kẻ phải và kết quả được như trên màn hình. Trong phần còn lại của bảng thì các đường kẻ ngang sẽ là các đường nét đích và đường xung quanh là đường nét đậm. Do đó chúng ta làm như sau: bôi các ô còn lại và nhấn chuột phải, chọn Border and Shading, trong thẻ Border chọn Custom, chọn kiểu nét đậm, bôi các đường xung quanh và sau đó chọn nét đích, nhấn đường kẻ ngang và ta được kết quả như trên màn hình. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong bảng và còn hai dòng cuối. Thì hai dòng cuối này chúng ta cần đặt hai cái tab giữa. Nhấn chuột lên thước kẻ ngang để đặt hai tab giữa. Nhấn phím tab và gõ. Sau khi gõ xong văn bản, chúng ta cần định dạng lại văn bản cho giống với văn bản gốc. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 1. Và trong bài tập này thì chúng ta đã thực hành các kỹ thuật về tab, các cái thao tác trong bảng tính và canh giữa, canh phải trong một đoạn.